Chào các bạn, hôm nay mình khui cho các bạn xem một cái con Note 10 Plus. Mình vừa mới đặt Tiki thanh toán online luôn. Cái này là Tiki Now nha các bạn, có mình đặt là trong vòng khoảng 1 tiếng là có liền luôn. Tiki Now là rất là nhanh, trong vòng 1 tiếng là có liền. Cái con này thì nó rẻ hơn ở ngoài Thế Giới Di Động hay những cái khác, tại vì cái này là nó ghi là đã kích hoạt bằng sao ta, nó kích hoạt bảo hành điện tử rồi cho nên nó rẻ hơn. Cái giá của nó là hiện tại là 21 triệu nè, hiện tại mình mua là 22 triệu, 23 triệu giảm còn tất cả, nói chung là còn tất cả là 21 triệu đã thanh toán. Tiki mình đặt là Tiki Now thì nó rất là nhanh nè các bạn, chỉ mình giao trong vòng 1 giờ là nó giao rồi, mình đặt là có liền. Bây giờ mình khui cho các bạn xem nha. Tiki là mình mua hàng đảm bảo cho nên mình đừng có sợ, mình cứ nhận hàng bình thường, mình thanh toán online luôn nè, thanh toán hai mấy triệu luôn, thanh toán luôn, cứ chừng tới là nhận thôi, về nhà mình quay video mình khui ra thôi. Đấy, nó gói là 2 miếng xốp nè, thì một miếng xốp ở đây nữa nè. Nó bọc thêm một miếng xốp. Đây là tem của Samsung nè. Cái con của mình đặt Note 10 Plus. Đấy, nó còn y nguyên như vậy nè, thấy chưa? Đó, rồi y nguyên. Giờ bây giờ mình khui cho các bạn xem nha. Đây là cái mã của nó. Cái này là máy mí của Samsung. Lần đầu tiên được cầm con Note 10 hai mấy triệu. Cái này là niêm phong. Coi cái này nha, 256 GB. Đấy, quá đã luôn. Cái bên trong hộp nó là cái này là cuốn sách hướng dẫn ha. Cái hộp của nó có gì ở đây, có cho thêm gì không? Cái này là cái miếng ốp. Miếng ốp với hướng dẫn sử dụng. Ốp. Rồi, quá đã luôn. Đây. Đó. Cục sạc. Cục sạc. Rồi tai nghe. Dây cáp. Này tai nghe. Tai nghe. Đó. Rồi, bây giờ mình đây, mình nhắm sơ cái con này ha. Đấy.
ba camera, quá đã luôn, lần đầu tiên được cầm con bóng lưỡng luôn. Cái bút à, cái bút của nó. Đấy, nó là như vậy. Cùng đi nào. Tôi đã đọc qua, đồng ý kiểm tra một số thông tin để bắt đầu. Không dây, chỉ bạn muốn kết nối như thế nào? Chỉ với thiết bị. Bỏ qua đi cho nó nhanh. Anh Nguyên, để mình nhập password của anh Nguyên nha. Cái này là mã hả? Email bỏ qua đi. Pin. Hai ba bốn năm sáu bảy tám chín. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok rồi, quà tặng Galaxy, nhận các đề xuất ứng dụng kế tiếp. Email bỏ qua đi, bỏ qua. Đấy, đấy, quá đẹp luôn. Màn hình cạnh hả? Chụp thử rồi, lần đầu chụp thử rồi. Chụp thử cái này đẹp không? Chụp cái nó đẹp cỡ nào? Ba camera hả? Nói chung là rất là rõ nha mà. Màu rất là đẹp.
rất đẹp luôn, mới mua cho nên không biết xài. Cái bút mà thao tác không chạm, dùng thử, hãy thử một thao tác. Nghiên cứu sao, từ nghiên cứu sao hả? Rồi, nó là như vậy. Thông tin thông tin rồi, xin chào các bạn nhé.